Vòi kép tên tư nhân biển Hải Dương, gốc 80B thanh lý anh chị nhé. Mới ra tên. Thì con này nó là động cơ 3.0 số tự động 2 cầu. Đấy, sản xuất năm 2003. Tên tư nhân biển Hải Dương anh chị nhé. Với cái tông màu trắng đen rất là đẹp. À, con này nguồn gốc của nó là thanh lý biển 80B ra anh chị nhé. Thanh lý biển 80B. Đấy, vẫn còn ảnh biển 80B thời ngày xưa của em nó. Thì anh em chị nào thích em gửi cho. Đấy, 3.0 số tự động 2 cầu rất phù hợp cho anh chị làm lương rẫy này, đi lại đường trường. Đấy, đi những cung đường nó khó đi. Số tự động, động cơ 3.0 anh chị nhá. Xe trang bị ABS, túi khí an toàn đầy đủ các kiểu luôn. Xe rất là đẹp. Đấy, không có tai nạn đâm vai cả. Xe của cơ quan thì nó là đẹp rồi. Đấy, bảo dưỡng định kỳ. Đấy. Đây chị nhỉ. Nội thất của em nó đây. Hai túi khí an toàn, màn hình Android rất là to luôn này. Đó. 5 chỗ ngồi gầm cao. 5 chỗ ngồi gầm cao anh em nhé. Về sẵn đi thôi. Đấy, cửa tiền nhô 100 triệu đồng một chút thôi. Một nhô 100 triệu đồng một chút thì sở hữu ngay cái em này rồi. Đấy. Đây các bác nhìn nhá. Keo chỉ của nó rất là đẹp. Đấy, táp lô táp ly này, lỉ nguyên bản thôi theo xe luôn. Đấy, đồ nhựa của em nói đây này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bác nhìn form dáng rất là đẹp. Cửa tiền thì chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. 2003 đi, số tự động, động cơ 3.0, mức tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng 10-11 lít trên 100 km. Xe không có tai nạn đâm vai cả. Đấy, đèn pha mới kính cong luôn này. Nguyên bản theo xe anh em nhé. Đấy. Mới luôn. À. Form dáng rất là đẹp, hai cầu. Đấy, hai cầu cài điện luôn, số tự động. Có chế độ on và chế độ auto đấy ạ. Đấy, cửa tiền thì rất là hợp lý nhé. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Cái dòng X-Cap này đi nó bền lắm. Đấy, một tội là mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ hơn những xe bình thường một chút, vì máy của nó lớn, đi nó khỏe. Đấy, mà giá lại rất là hợp lý, cực kỳ hợp lý anh chị ạ. Đấy, xe lòng trong cánh cửa đây, keo chỉ đây. Đấy, không hề có một cái gọi là mục mọt gì cả. Mọi thứ còn rất là đẹp. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Khá đẹp. Ngồi rất là rộng rãi, thoải mái. Để em đổ máy ra. Có chuẩn bị chìa khóa không? Việt ơi, lỗ anh cái máy này cơ. Cốp sau của em nó đây. Đấy, nhà đang có hai cái kép, một con 2011 và con này 2003. Đấy, giá tiền nó cũng rất hợp lý, về sẵn đi thôi, không phải làm thêm cái gì cả. Đấy, đồ kích lốp đầy đủ hết, mọi thứ còn rất là đẹp luôn. Đấy. Đó, kính này nó cũng mở ra nhé, kính này cũng mở ra như một cánh cửa luôn. Đây, mở ra cho anh em xem, mở nó vào đây. Đấy, đầy đủ luôn, ti chống kính hay là mọi thứ gầm bệ của nó đây. Đấy, hai cầu gầm sáng choang luôn. Đấy, cầu còn đủ đầy đủ hết đấy chị nhá. Đấy, cửa tiền này 125 triệu. Đấy, 125 triệu anh em nhé. Na răng này rất là đẹp. Đó, khá là đẹp luôn. Xe 4 kính chỉnh điện ABS đầy đủ, hai túi khí an toàn, số tự động 2 cầu. Giá chỉ có 125 triệu đồng thôi. Đây, máy móc của nó đây. Đấy, ốc ác này. Xe này mới về. Cái khoang máy hơi bẩn chút, đây là chỉ là bụi bẩn đấy nhá. Vì là hay đi đường gọi là đường kiểu gồ ghề ấy. Là nó còn bẩn, cái này rửa gì sạch ngay. Đấy, không có dầu mỡ đâu. Đấy, rất là khô luôn. Bác nhờ nhìn nhá, rất là khô luôn. Mốc theo thời gian luôn. Đó, rất là đẹp. Thân vỏ này không có tai nạn đâm vai, ngập nước gì cả. Mọi thứ còn rất là đẹp. Nếu bác nào quan tâm nhé thì alo cho em. Theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Di Quang ô tô chất anh chị nhé.